trang Hàn Quốc xin hướng dẫn cách sử dụng bàn là Tefal Excel QT2020 phiên bản Đức Made in France. Sau khi mà các bạn lắp ráp các thành các bộ phận của máy thì ta sẽ được sản phẩm như thế này. Thì mình lưu ý cái là đối với cái bàn là này, đối với cái cầu là này sẽ có 3 vị trí. Vị trí nhất, thứ nhất là nằm ngang, muốn chuyển vị trí để ta nâng thẳng đứng lên này, đứng dọc trục, sau đó là xoay. Vị trí thứ hai là nghiêng như thế này, và chỉ vị trí thứ ba thẳng đứng, phải nâng lên và phải xoay, nâng lên mới xoay. Thì vị trí này, đối với vị trí này thì chúng ta sẽ treo áo lên, móc áo vào đây. Thì đấy là các vị trí khác nhau của cầu là. Còn về cách sử dụng thì bước thứ nhất là sau khi đã lắp ra xong thì chúng ta cần phải đổ đầy nước. Thì đây, chỗ phần đấy, phần này là phần đổ nước. Ta sẽ đổ nước vào đây. Thì lưu ý đối với tất cả các thiết bị mà hơi nước thì chúng ta tốt nhất nên dùng các loại nước đã qua máy lọc để hạn chế cái cặn canxi nó bám vào máy. Chúng ta ấn ra. Đây là bảng điều khiển của máy. Thì sau khi đã cho đầy nước thì chúng ta sẽ ấn nút start, ấn nút nguồn. Nút nguồn là thì các bạn lưu ý là sẽ cần một thời gian khoảng 1 phút để cho máy nó đun nước để tạo thành hơi nước thì mới có thể sử dụng được. Vì vậy khi mà cái đèn nhấp nháy như thế này thì chúng ta phải đợi. Về điều chỉnh độ hơi nước thì ta ấn nút steam nhé. Đây. Chế độ nhấp nháy là chế độ mạnh nhất. Ấn tiếp lần thứ hai này là chế độ sáng, thì là chế độ normal bình thường này. Ấn tiếp lần thứ ba mà chế độ eco, chế độ không sáng thì là chế độ auto. Thì nó sẽ điều chỉnh lượng nước ra từ bản là. Đấy, xong chúng ta sẽ ấn thì tiếp tục làm bình thường thôi. Đấy, cách điều chỉnh lượng nước, lượng hơi nước ra từ máy. Còn sau khi mà máy đã báo hiệu có thể sử dụng được đấy, tức là đèn hết nhấp nháy thì chúng ta sẽ sử dụng nhé. Thì ở đây lưu ý này, có cái công tắc này. Thì là chúng ta sẽ ấn để ra hơi ra. Và cách dùng này, chúng ta sẽ nhấc lên trên trên áo. Có thể tì mũi vào trong cầu là thì nó sẽ nhanh chóng hơn. Rất là nhanh. Nó công suất 2170W, rất là lớn. Đối với những đồ lụa ấy, thì chúng ta có thể dùng móc treo này và kéo ra đây. Cái việc chỉnh hơi này chúng ta có thể chỉnh trên thân máy nhé. Có 3 chế độ chỉnh hơi mạnh yếu là Max này, Eco này và yếu nhất là Normal này. Chúng ta cũng không có thể không cần dùng hơi. Bàn này nó vẫn nóng.